Hi, chào bạn, và ngày hôm nay thì có một bạn hỏi Quyền về dòng điện thoại Vivo Y22S. Thì đây, câu hỏi bạn đặt ở đây nha. Và Quyền sẽ làm một video cập nhật giá và cũng như là review lại cho các bạn xem về dòng điện thoại Vivo Y22S. Và ở đây là thế động điện máy xanh cầu kè các bạn nha. Chính xác là điện máy xanh cầu kè. Đây, dòng điện thoại Vivo Y22S phiên bản 8GB và bộ nhớ trong là 128GB với mức giá hiện tại là 5.990.000 và chúng ta sẽ được giảm 700.000 đồng chứ còn 5.290 và có hỗ trợ góp 0% lãi suất, giảm 5% gói bảo hiểm rơi vỡ khi chúng ta mua kèm. Và đây là máy, đây rất là đẹp nha các bạn nha. Chúng ta sẽ có một mặt lưng là nhám hạn chế bấm vân tay và chỉ xước nổi bật với cụm camera rất là nổi bật. 50 sao là camera chính, camera phụ là 2 chấm và đây là đèn led trợ sáng các bạn nha khi chúng ta chụp đêm ha. Các cạnh bên thì chúng ta sẽ được quát phẳng như thế này. Bên phải thì chúng ta sẽ đút nguồn tan giảm lượng. Phía dưới chúng ta sẽ có lo, jack sạc, mic và jack 35. Bên trái thì sẽ không có phím bấm nào cả các bạn. Phía trên sẽ có chỗ để khay sim các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu về màn hình. Màn hình của máy thì chúng ta sẽ được trang bị một màn hình là 6.55 inch với độ phân giải là HD+. Máy sẽ được trang bị con chip của Mỹ Snapdragon 680 8 nhân và RAM là 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Đây là dung lượng bộ nhớ và cũng như là RAM thì đáp ứng đủ cho chúng ta các nhu cầu học tập, làm việc, chơi game, giải trí trên dòng điện thoại này khá là ok. Thì như các bạn cũng đã thấy nè, 1 tab game, 2 tab game, 3 tab game, 4 tab game. Đây là do một bạn bé bé bên kế bên siêu thị nè, bạn tên là Sóc Kha, bạn qua đây test máy hàng đêm ha, gần đóng cửa đó bạn qua để bạn cài những tựa game vô đây để bạn chơi, bạn test trải nghiệm. Đây là một trong những cái dòng điện thoại cũng khá là ok, để Quyền mở cho các bạn xem về cái lo các bạn nha. Để mình mở YouTube ha, mình xem coi cái lo của dòng điện thoại này ok không. Lướt cũng mượt các bạn, tại vì chip Mỹ mà. Đây, Geno 8T 5G. Đây là cái clip của Quyền làm quay cách đây cũng khá là lâu rồi. Đây, Quyền sẽ mở hết đánh cho bạn xem nha. Bốn tháng trước các bạn. Khá là ok các bạn ha, nghe cũng được nha. Rất là ok. Rồi, mình sẽ test về camera. Đây là camera. Chụp bông chụp qua cũng rất là nét. Video đây khá là ok nha. Rồi, cô chú anh chị bạn nào mà đang quan tâm đến dòng điện thoại Vivo Y22S thì có thể đến ngay điện máy xanh cầu kè để chúng ta trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này. Còn nếu ở khu vực khác thì có thể đến ngay Thế Giới Di Động và điện máy xanh để chúng ta thể trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này của chú anh bạn mình nha. Mức giá hiện tại là 5.990.000, giảm 700.000 đồng, còn 5.290 và có hỗ trợ góp 0% lãi suất. Nếu mà góp thì chúng ta chỉ cần có căn cước công dân đủ 20 tuổi đến 60 tuổi thì làm hồ sơ góp được rồi nha. Nhưng mà mình phải trả trước một ít nha cô chú anh chị bạn mình ơi. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong các video lần sau. Chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Bye bye.